vườn hoa của anh Trí. Đẹp chưa bà con ơi? Vườn hoa của anh Trí đây. Ồ đẹp quá. Bán hả chị? Bán mạng ở đây bán mà. Ông đi, hình như ông về ngoài rồi. Ông bán mà. Bốn màu luôn. Đâu nhưng mà chị mua mấy cái không nở bà ông cũng bán mà. Ông về đi về rồi. Cực đẹp chưa? Ôi giời ơi, đẹp quá. Vườn hoa cúc Đức Trọng của anh Trí. Tươi. Tuyệt vời. Màu đỏ đây. Ông đi về ngoài rồi. Sáng mời á.